tháng 12. Cầu Bông Lau. Chờ người dẫn. Ô, cái sông này sông gì nhỉ? Sông Bắc Hưng Hải đấy ạ. Bắc Hưng Hải đây. Vâng. Hay quá nhỉ. Trước đây là không đi qua đây được, phải đi vòng đúng không? Phải đi vòng. Đi qua bên này sang cái khu biệt thự luôn à? Sang khu nhà bác Tuấn luôn. Ngày xưa là phải đi vòng xa. Kia cái cầu bố con mình đi ô tô qua đấy. Xem nào. Kia là mặt tràng. Đâu? Đấy. Mặt tràng ở kia đấy. Bên ngoài kia là sông Hồng luôn. Vâng. Đây là cái sông nhỉ? Sông Hồng là nó hướng sông này. Hồng, nếu mặt tràng Hải này nó là một nhánh của sông Hồng mà. Đúng rồi. Cái này cái cầu làm bao lâu rồi xong? Con cũng nhớ, cũng lâu đấy, chủ yếu là xin cấp phép thôi, chứ thi công thì cái cầu này là phải làm bằng cầu dây văng để nó không ảnh hưởng gì đến dòng sông. Nó chỉ làm từ hai đầu thôi, giữa là dây răng thôi. Hay như là Bát Tràng luôn. Vâng. Bát Tràng là cũng phải vấn đề về môi trường đúng không? Đúng rồi. Nó gần quá. Gần quá mà làng nghề truyền thống là đúng rồi. Bố nhìn thấy nó đốt các thứ, đốt than. Đấy. Chính ra bác Ngân, bác Tuấn, mấy bác làm cái xe đạp đây này. Đấy. Ui. Thì hai bác hồi, các bác hồi đấy là nó đủ tiện ích là cũng buồn mà bố. Nên là phải có tiện ích, mà muốn nó tiện ích thì phải có dân. Dân thì phải có tiện ích như vậy. Dân nhà phải chứng lắm. Cái hạ tầng này quá nhiều tiền, quá tốn kém, quá tốn, rất đắt. Thì những cái khoản khoản phụ nào nó vậy. Để nó thúc đẩy thương mại mà bố. Để nó cũng giống như cái thằng làm quy hoạch ấy. Là nó muốn có những kết quả đầu tiên để các công ty Mỹ nhà nó là có lợi thế. Đấy là năm ngoái bọn con có apply thì xong rồi là nó xem hồ sơ xong rồi các thứ. Xong rồi bọn nó bảo là bổ sung thêm này nọ, bọn con chẳng bổ sung. Đến năm nay bọn nó sang nó xem, nó tham quan thế thì con bảo đấy, cái hồ sơ trên bàn giấy mà tận để trên bàn mày là đây, cả cái khu này đây. Thế nhìn thấy chưa, bọn tao không giỏi làm hồ sơ đâu, tao thời gian của tao để đi làm rồi, đi làm hồ sơ. Thế là về cho một cái mèo dài hướng dẫn chi tiết, mày làm này nhá, mày điền cái kia nhá. Ôi bọn quan liêu lại tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Nó sang là thì họ phải rất nhiều ông lừa đảo thì đã đành. Nhưng con mà nói thật là bọn mày ở tao, tao cũng không có thời gian để làm hồ sơ. Tao nhiều việc quá. Làm sao nhiều việc lắm ấy nhỉ? Tao còn rất nhiều thứ thấy, còn rất nhiều thứ cần phải làm. Hơi nhiều nên là hồ sơ tao làm tốt lắm. Nên có gì mày để hướng dẫn cho tao. Còn quả thật là bọn tao rất có nhiều cái muốn làm, nhưng mà tính khả thi nó như nào là cũng là phải cân nhắc. Có chuyên gia mày vào giúp thì tốt quá. Rất sẵn sàng.
dân đi qua đi lại ngon lành, dân đi qua dễ dàng, sướng quá. Ban đầu người dân họ cũng vô vàn ý kiến lắm, họ muốn ô tô đi lên đây để các thứ, nhưng mà không, rất khoát là không, ô tô đi sang cầu kia, ô tô đi cầu đi đường lớn, cầu lớn thì coi, còn bên này để đường nhỏ thì xe máy xe đạp đi. Các cái dây của nó chắc là phải chịu lực bền lắm nhỉ. Cái dây này nó giống như cái cầu treo. Hải trường bao nhiêu người đi ào qua. Dây nó mắc. Ngại.